Xin mến chào tất cả các bác nhá. Đây là hai dòng cục đẩy 4 kênh Class D anh em nhé. Đó, đây là LT5000 này, không còn xa lạ với anh em nữa đúng không ạ? Và đây là LT3600. Đó, hai dòng này thì nó rất giống nhau, kể cả kích thước và cân nặng thì nó chênh nhau tầm 2 cân anh em nhé. Đó. Nhưng mà kích thước giống giống hết nhau anh em nhé, nó chỉ khác nhau về công suất, về cân nặng một chút thôi. LT3600 thì với công suất là 900W được kênh. Còn lên tới LT5000 là 1200W được kênh em nhé. Đều là công suất 4 kênh nhưng mà phù hợp với các mục đích khác nhau anh em nhé. LT3600 thì anh em có thể đánh được những đôi bát 30 Live Array 30 anh em nhé. Còn LT5000 anh em có thể đánh full đôi. Đó, full đôi 40 anh em nhé, tức là 725 ấy. Thì theo tùy từng mục đích khác nhau anh em nhé. Nhưng mà nhấn mạnh lại với tất cả anh em, dù là cái công suất khỏe như này nhưng mà anh em cũng chỉ đánh súp tầm 50 anh em nhé, chứ đánh súp những dòng này ấy, thì anh em đánh trong gia đình đánh súp ok, nhưng đánh ra ngoài trời là anh em đánh full anh em nhé, đánh full. Vì như anh em biết rồi, cục đẩy 4 kênh thì cái dòng của nó được chia đều ra 4 kênh, nó không như 2 kênh anh em nhé. 2 kênh thì nó chỉ chia ra dòng ra 2 kênh thôi đúng không ạ, nhưng đây là 4 kênh nó chia ra nhiều hơn anh em nhé. Đó, thì bắt buộc là đánh full thì tiếng nó sẽ hay và sáng anh em nhé. Đó, và đây là em sẽ mở ruột cho anh em xem con LT5000. LT5000 giá là 12 triệu anh em nhé, giá là 12 triệu. Còn con LT3600 là giá là 9 triệu rưỡi anh em nhé. Đó, LT5000 này thì cái biến áp của nó to hơn, ao ra rất cao 110V anh em nhé. Đó, đây. Đó, biến áp rất là to, khủng anh em nhé, rất là khủng. Đó. Và đây là linh kiện, anh em có thể nhìn này, Class D rất là đẹp đúng không ạ? Ở đây thì nó có một cái bảo vệ anh em nhé, chống bụi ở đây, có quạt này để tản nhiệt anh em nhé, rất là ok luôn. Dòng này thì không có gì so sánh. Nhìn về cái linh kiện ấy thì nó không khác gì nhau đâu anh em nhé, không khác gì nhau đâu với con 3600, nhìn cũng như thế này. Nhưng những cái linh kiện tụ đó, nó sẽ khác nhau, và cái biến áp của con LT5000 sẽ to hơn, kể cả phép ở dưới dùng nó khác nhau anh em nhé, khác nhau khá là nhiều. À, nhìn thì có vẻ giống nhau vì mạch của nó đều là sử dụng mạch dùng chung là mạch Class D, đều giống nhau, nhưng mà cái tụ linh kiện này đều khác nhau anh em nhé. Con này công suất nó cao hơn 1200W một kênh ở 8 ohm anh em nhé. 1200W một kênh ở 8 ohm thì công suất nó rất là lớn. Đúng không? Đó, dòng này thì mát, rất là mát máy anh em nhé, cực kỳ mát máy và độ ổn định rất là cao. Em đã bán rất là nhiều anh em đi sâu hoặc là anh em chơi gia đình rồi. Đấy. Dòng LT3600 thì hay bán cho gia đình, LT5000 thì hay bán cho cả gia đình và anh em đánh ngoài trời. Nhiều anh em đánh gia đình thì anh em rất thích con này vì nó gọn anh em nhé, nó gọn, nó chỉ đâu đó 30cm thôi anh em nhé, 30cm và nặng chỉ tầm 20, chưa đến 20kg anh em nhé, chưa đến 20kg. Đó, nó khác hẳn với cái con MA1300 kìa, nó rất là nặng anh em nhé, mà 1300W. Đó, thì đây là một trong những cái đẩy mà anh em đáng chơi anh em nhé, đáng chơi đó trong gia đình và chơi ngoài trời. Đó. Đó, linh kiện thì rất là dày đặc anh em nhé. Và con này thì các chức năng của nó đánh thì anh em cũng có thể biết đã đầy đủ các chức năng như là panel, bridge và stair anh em nhé, có cổng in vào và cổng linh ra, in vào và linh ra, đầy đủ độ nhạy. Để mà được hiệu quả cao nhất thì anh em gạt hết lên cho em là 32 dB anh em nhé, cho hết lên là 32 dB đạt cái hiệu suất cao nhất. Đó. Đó, thì đây là cái cục đẩy mà nhỏ gọn và công suất lớn Class D em giới thiệu với anh em. Như thường anh em thấy Class D thì ít khi sử dụng cái nguồn biến áp đúng không ạ, thường thì sử dụng nguồn xung, nhưng mà ở đây thì nhà sản xuất đã sản xuất ra cái nguồn biến áp để nâng cái độ bền lên cho anh em nha, nâng cái độ bền này rất là tốt, rất là cao. Đấy, nên anh em có thể tham khảo. Đấy, và giá thì LT3600 là 9,5 triệu và LT5000 là 12 triệu anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp, giá trên là đã bao ship anh em nhé. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.